đến với dự đoán của nhóm khí và bình thiên bình song tử tháng 2. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, vì đây là trải bài chung nên có thể đúng với bạn hoặc là không. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với bảo bình. Đối với các bạn bảo bình ở đây, chúng ta sẽ có những lá bài trà sau đây tương ứng với những sự kiện, tương ứng với những thứ có thể sẽ xảy ra trong tháng 2. Đầu tiên ở đây chúng ta có lá file. Nó nói về việc là trong cái giai đoạn tháng này các bạn sẽ có rất là nhiều những cái cảm xúc mạnh mẽ. Những cái cảm xúc mạnh mẽ ở đây hãy hiểu giống như là khi mà những cái cảm xúc này nó diễn ra ấy, thì nó sẽ phát tác ra hoặc là nó sẽ được diễn ra với theo một cái cách cực kỳ là mạnh mẽ ở đây. Ví dụ như các bạn đam mê một điều gì đó hoặc vui vẻ vì một điều gì đó thì các bạn sẽ rất là vui, rất là đam mê. Nhưng mà nếu như mà bạn đã ghét một cái thứ gì đó hoặc cảm thấy khó chịu, bực bội vì một điều gì đó ấy, thì cái điều đấy nó cũng phải nhân lên x10. Đó, cho nên là mình thấy là bạn sẽ có rất là nhiều những cái cảm xúc mạnh mẽ ở đây. Đó, tiếp theo nữa ở đây mình thấy với cái lá hen này này, nó nói về việc là có thể là trong giai đoạn tháng 2 này bạn sẽ cần đến sự giúp đỡ của những người xung quanh, hoặc là sẽ có ai đó cần đến sự giúp đỡ của bạn. Thì nếu như mà có ai đó cần đến sự giúp đỡ của bạn ấy, thì bạn cũng đừng ngần ngại mà giúp đỡ họ nhá. Hoặc là nếu như mà bạn có khó khăn gì thì cũng đừng ngần ngại hỏi đến sự giúp đỡ của những người xung quanh. Tiếp theo nữa ở đây thì có nói về việc đấy chính là bạn đang gặp những cái khó khăn, những cái vấn đề hoặc là những cái nguy hiểm ở đây, đặc biệt là liên quan đến những cái vấn đề liên quan đến tiền bạc. Cho nên là thật ra là cái tháng này nó đập vào cái tháng Tết nữa, cho nên là từ mình có giải tụ từ cái nhóm đất trước thì mình thấy rằng là cái cung market á, cũng gặp cái vấn đề về mặt tiền bạc tài chính ở đây. Vì là có thể sẽ cần rất là nhiều thứ để chi tiêu chẳng hạn, hoặc là do phát sinh trong cái giai đoạn Tết chẳng hạn. Đó, cái điều này thì nó hơi khó tránh một chút, nhưng mà mình biết trước được rồi thì mình cũng hạn chế bớt đi nhá. Tức là chi tiêu cái gì đó thì cũng nên cẩn trọng một chút. Rồi, cụ thể hơn với những lá bài Tarot Oracle ấy, thì mình thấy rằng là trong cái đầu tiên, cái câu châm ngôn trong tháng 2 này của các bạn là cho dù chuyện gì xảy ra, mọi thứ nó có lộn xộn như thế nào thì các bạn không cần phải lo lắng đâu. Mọi thứ nó sẽ đâu vào đó thôi, nó sẽ được sắp xếp thôi. Và hãy hiểu những thứ diễn ra trong tháng 2 này nó chỉ là một cái thử thách cho các bạn mà thôi. Và việc của các bạn là các bạn cần phải giống như là đứng lên chiến đấu để vượt qua. Mình thấy rằng là với một số bạn ở đây, đặc biệt là những các bạn nào mà đã có một cái mối quan hệ cam kết, ví dụ như là các bạn có vợ có chồng, hoặc là các bạn đang có người yêu, hoặc là những bạn nào mà đang có một cái mối quan hệ nào đó mà có thể là đã xác định với nhau là như kiểu người yêu rồi đó, thì có thể nhiều khả năng trong tháng 2 này có vẻ là sẽ xảy ra một vài cái vấn đề lục đục nào đó ở đây. Có thể nó liên quan đến một cái yếu tố mang tính kiểm soát, ví dụ như là người này bắt người kia phải làm theo ý của mình chẳng hạn. Đó, và nó có thể sẽ gây ra những cái lục đục nội bộ không cần thiết ở đây. Đó, và mình thấy rằng là giống như là mình cảm nhận như là cái ranh giới giữa đúng và sai, giữa đen và trắng, hoặc là giữa việc là ai đúng ai sai ở đây ấy, nó giống như là nó không quá là quan trọng đâu. Bởi vì mình thấy rằng là mỗi người sẽ đúng theo một cách khác nhau, theo cái lý lẽ riêng. Và cái việc các bạn cần làm không phải là chiến đấu với nhau, ai kiểm soát ai, ai hơn ai, ai thua ai, mà cái điều quan trọng là chúng ta phải tìm ra được một cái phương pháp, hoặc là một cái cách nào đó, hoặc là một cái gì đó đứng ở giữa để có thể dung hòa được cả hai cái yếu tố này. Còn trong trường hợp bạn không có ai cả nhá, bạn không có ai cả, thì cái yếu tố này có thể liên quan đến một cái cam kết hợp đồng nào đó của các bạn ở trong công việc. Đó, tức là mọi thứ mình thấy là dường như các bạn sẽ có xu hướng là muốn kiểm soát mọi thứ đi theo ý và mong muốn của bạn. Cho nên khi mà mọi thứ nó không đi theo ý và mong muốn của bạn ấy, thành ra là các bạn sẽ sinh ra những cái cảm xúc khó chịu. Đó, và bắt đầu là bạn có thể là bạn sẽ chối bỏ ngay những cái ý kiến hoặc là những cái lời góp ý đến từ những người xung quanh. Đó, mình thấy là bạn có xu hướng là bạn, ví dụ như là nếu như mọi người không làm theo ý bạn một cái, hoặc là không làm theo cái thứ mà các bạn mong muốn chẳng hạn, thì khi mà người ta góp ý cho bạn cái là bạn dựng rào luôn ngay, bạn không muốn nghe, bạn không muốn gì hết, bạn như kiểu bạn đóng cửa vào luôn. Đó, thì mình thấy là bạn cần phải xem xét lại cái điều này nha. Đó, thì mình thấy rằng là với những cái vấn đề khó khăn hoặc là những cái vấn đề rắc rối ở trong tháng 2 này có thể sẽ xảy ra ấy, thì mình thấy là bạn cần có một cái sự nỗ lực cố gắng hành động để giải quyết vấn đề. Bởi vì thật ra nếu như mà bạn giống như là mình có một cái cảm nhận là các bạn khi một vấn đề nào đó xảy ra trong cuộc sống của bạn trong tháng 2 này, các bạn rất là dễ có những cái phản ứng tiêu cực, tức là tao không nghe, tao không góp ý gì hết, tao cũng không hòa giải gì hết, một là phải theo ý của tao, hai là cũng phải đi theo ý của tao, thế thôi. Đó, thì mình thấy là cái cách mà bạn xử lý và giải quyết như thế này á, nó sẽ không giúp được gì cho bạn hết, nên là bạn cần phải bình tĩnh lại và sáng suốt hơn trong cái cách mà bạn nhìn nhận và xử lý vấn đề của mình nha. Đó,
Tiếp theo nữa ở đây thì mình thấy rằng là để mà có thể làm được việc đó ấy, thì ở đây chúng ta có lá bài cleansing water, tức là mình thấy là cái nguồn năng lượng của bạn nó cần được làm sạch. Bạn có thể là đi tắm giúp mình này, rồi là uống nhiều nước này, đó cũng là cái cách để mà các bạn gột rửa đi, thanh tẩy gột rửa này, rồi là giống như là làm sạch những cái nguồn năng lượng ở bên trong bản thân của mình ấy. Bởi vì mình thấy là thật ra cái giai đoạn này á có thể là một cái giai đoạn mà có nhiều việc cùng một lúc sẽ xảy ra, và bản thân các bạn có những cái chuyện ấy các bạn sẽ không thể control được 100% đâu. Nên nếu như mà bạn quá kỳ vọng hoặc là bạn quá mong muốn mọi thứ phải theo ý của mình ấy thì nó sẽ chỉ chuốc thêm những cái sự bực bội cho các bạn mà thôi nha. Rồi thì đấy là các bạn số bảo bình, chúng ta Các làm với bạn thiên thiên bình. bình, Đây là dự đoán tháng 2 dành cho các bạn, có khá là nhiều niềm vui sẽ đến với bạn trong tháng 2 này. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất nha, vì đây là trải bài chung nên có thể đúng với bạn hoặc là không. Thì đối với các bạn thiên bình ở đây, đầu tiên chúng ta đến với những lá bài trà. Thì ở đây nó nói về việc là cái giai đoạn này á, các bạn thấy đây là hình ảnh cỏ bốn lá đúng không? Bốn lá, cỏ bốn lá hay cỏ ba lá thì nó đều biểu tượng cho một cái sự may mắn nào đó nó sẽ tới. Thì mình thấy rằng là các bạn sẽ có được cái sự may mắn. Đây chúng ta có lá Reed này, Good Fortune này, tức là giai đoạn này là một cái giai đoạn mọi thứ nó rất là thuận lợi, rất là tốt đẹp, và có thể là các bạn nhận được rất là nhiều những cái may mắn, những cái ưu ái ở trong giai đoạn này. Có thể là may mắn về những cái điều ví dụ như là nó từ nhỏ cho đến lớn, nó ví dụ như bạn làm cái gì nó cũng thuận. Ví dụ đáng lẽ là hết vé rồi bạn không mua được chẳng hạn, nhưng mà lại còn đúng một cái vé duy nhất, hoặc là như thế nào đó bạn lại vớt chẳng hạn. Đó, tức là nó sẽ diễn ra theo rất 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 nhiều cách khác nhau. Tiếp theo nữa ở đây chúng ta còn lá Ram, thì mình thấy rằng là nhiều khả năng các bạn sẽ phải đối đầu với cả một người khá là cứng đầu ở đây, và cái người này họ không có chịu thay đổi hay là gì đấy đâu. Đó, bạn có nói gì họ cũng để ngoài tai à, rất là cứng đầu. Thứ ba, nói về việc đấy chính là trong giai đoạn này hãy biết chấp nhận những lời chỉ trích. Tức là những lời chỉ trích ở đây thì nếu như là bình thường thì mình kiểu giống như là mình cũng khuyên các bạn là nếu như mà ai mà góp ý cho bạn theo một cái cách mà nó chỉ trích hoặc là nó không có cái tính cầu thị thì có thể các bạn bỏ qua cũng được. Nhưng mà riêng ở trong cái lá bài tụ bài này nó nói về việc là hãy biết chấp nhận những lời chỉ trích trong giai đoạn này, đó có thể là một cái lời góp ý rất là có ích cho các bạn đấy. Tiếp theo nữa ở đây đối với cái tụ bài số 2 này ở đây á với những lá bài Tarot Oracle ấy thì mình như mình đã nói rồi, ở đây các bạn có lá The Wheel này. Đó, hay là cái lá bài này thì mình đều cho mình một cái cảm nhận là giai đoạn này là một giai đoạn rất là may mắn đối với các bạn. Mọi thứ nó tương đối thuận lợi với các bạn, và như mình nói rằng là ngay từ ban đầu là rất là nhiều niềm vui nó sẽ tới. Thì ở đây chúng ta có lá bốn gậy này, thì mình thấy là có thể là sẽ có khá nhiều niềm vui gì gì đó nó tới với cuộc sống các bạn đấy, và mình thấy là các bạn cũng ăn chơi nhảy múa vui vẻ hát ca đó, rất là thoải mái, rất là vui vẻ ở đây đó, được chưa? Nên là mình thấy là cũng không có vấn đề gì, chỉ có một vấn đề duy nhất đây này là mình thấy rằng sẽ có một ai đó trong quá khứ sẽ quay trở lại trong cuộc sống của các bạn. Nhiều khả năng cái người này họ sẽ muốn có một cái kết nối lãng mạn với các bạn. Tất nhiên cái đấy là việc họ muốn, còn việc bạn có muốn hay không thì mình không biết, và việc mà bạn quyết định như thế nào đối với mối quan hệ này đấy nó sẽ là cái quyết định của các bạn. Còn ở đây thì mình thấy là mình sẽ không phân tích đúng sai trong câu chuyện này, mình không phân tích đâu đúng đâu sai. Nhiều khả năng cái nhân vật này chính là cái nhân vật mà bạn cảm thấy họ rất là cứng đầu, bạn đã góp ý cho họ rất là nhiều, hoặc là cũng đã cố gắng để thay đổi, để dung hợp, để hòa hợp đấy, nhưng mà không được, và cái người này một lần nữa họ lại quay trở lại. Mình nghĩ là với một số trường hợp thì các bạn cũng đã quá quen với việc này rồi, tức là cái người này đã quay đi quay lại trong cuộc sống của bạn rất là nhiều lần rồi, và có thể mỗi một lần họ lại đem theo một cái rắc rối khác nhau, và đến cuối cùng họ vẫn không có sự thay đổi chẳng hạn. Đó, thì mình không biết là cuối cùng các bạn quyết định như thế nào đối với cái mối quan hệ này, nhưng mà sẽ có một cái quyết định nào đó được đưa ra ở đây. Và cái quyết định này có thể sẽ là một cái quyết định mang tính dứt khoát, là một là cái người này sẽ ở lại trong cuộc sống của bạn, hai là đi thẳng và không bao giờ quay lại nữa. Đó, tức là bạn sẽ làm đến mức độ như vậy luôn. Thì mình thấy là sẽ có một cái quyết định nào đó rất là quan trọng được đưa ra ở đây. Tiếp theo nữa thì mình thấy là có thể sau Tết ấy, các bạn sẽ bắt đầu nhận được những cái tín hiệu nào đó từ vũ trụ, hoặc là những cái lời mời gọi nào đó trong cái việc là bạn cần phải thay đổi bản thân của mình, thay đổi cuộc sống, hoặc là giống như bạn nhận nhận được một cái lời mời gọi về việc là bạn cần phải làm một cái mục tiêu hoặc là một cái điều gì đó. Mình thấy là đặc biệt là sau Tết bạn sẽ nhận được cái lời này, hay là cái cơ hội, hoặc là cái lời mời gọi này đó, và cái điều này là một cái điều tốt nhé, nó cũng vẫn nằm trong cái sự may mắn mà các bạn sẽ nhận được mà thôi. Tiếp theo nữa ở đây á là mình có một cái cảm nhận là
Trong giai đoạn tháng 2 này, có thể là các bạn sẽ, tức là mình có một cái cảm nhận là các bạn sẽ hơi gắt một chút, tức là khi mà bạn nói chuyện với những người xung quanh á, hoặc là khi bạn góp ý cho ai đó, có thể là các bạn sẽ hơi gắt một chút, thì hãy nhớ là hãy làm mềm lại những cái lời nói đó của bạn, sao cho để bớt tổn thương nhất có thể nhá. Rồi, mình thấy rằng là bạn cũng, khi mà cuộc sống của bạn nó tốt đẹp ấy, mà mọi niềm vui của bạn bạn đang có ấy, thì hãy cũng biết chia sẻ những cái niềm vui đó, những cái thứ tốt đẹp đó cho những cái người thân yêu của bạn nữa, cho những cái người xứng đáng được lắng nghe, xứng đáng được chia sẻ cái niềm vui đấy cũng cùng với các bạn nha. Rồi, ok, mình muốn xem về cái part love này một chút, xem là đến cuối cùng thì cái câu chuyện này ra sao. Part love, friendship. I queen. Mình thấy rằng là các bạn sẽ tương đối lạnh lùng đối với cái người này. Có thể các bạn sẽ đề nghị là làm bạn thôi, hoặc là kiểu giống như là để cho họ đỡ quê ấy, thì có thể là các bạn sẽ đề nghị làm bạn thôi, hoặc là chỉ giữ ở cái mức độ bạn bè thôi. Còn đâu, mình có một cảm nhận á, ở đây á, cái romance ở đây á, cái sự lãng mạn ở đây á, là một cái tình yêu khác sẽ tới với các bạn cơ, trong tương lai cơ, chứ không phải là cái part love này đâu nhá. Vì ở đây á, mình cũng có lúc mà mình rút ra cái lá I Queen này này, thì ở dưới cái bộ bài của mình nó cũng có cái lá bài New Love đó, cho nên là mình thấy cái lá romance này, cái tình yêu lãng mạn này của bạn ấy, nó là một cái tình yêu mới mà có thể là nó sẽ tới sau khi mà bạn đưa ra quyết định dứt khoát cho bản thân của mình về việc là người cũ đóng vai trò gì trong cuộc sống của các bạn. Tức là khi mà bạn quyết định được là à, cái người này sẽ chỉ là bạn bè thôi, hoặc là chỉ dừng lại ở đây thôi, thì cái tình yêu mới ấy, nó sẽ bắt đầu tới với cuộc sống của các bạn nha. Rồi, còn khi mà các bạn chưa dứt khoát thì giống như vũ trụ chưa hiểu là bạn cần cái gì và bạn muốn cái gì, thì làm sao mà vũ trụ đem tới được, đúng không? Thì đấy là gì ta, thiên bình đúng không? Chúng ta đến với Là song song tử. tử, hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, vì đây là trẻ bé trung nên có thể đúng với bạn hoặc là không. Đối với các bạn song tử là dự đoán tháng 2 dành cho các bạn, thì có một cái thông điệp nó xuyên suốt ở trong cái trải bài này, đấy chính là hãy chậm lại, hãy chờ đợi, hãy chờ thêm một chút nữa. Rồi, chuyện gì đây? Đầu tiên ở đây á, chúng ta có những cái lá bài trà sau đây. Lá bài trà đầu tiên nó nói về việc đấy chính là bạn đang đi trên những cái nấc thang để tiến tới cái sự thành công của mình. Tức là mình cảm nhận được rằng bạn đang rất là gần với cái thành công, với một cái mục tiêu, với một cái mong muốn nào đó của bản thân các bạn rồi. Đó, các bạn đang đi trên những cái nấc thang để đi đến nó rồi. Cái thứ hai ở đây nói về việc đấy chính là mọi thứ nó mặc dù nó diễn ra chậm, nhưng mà mặc dù mọi thứ nó đang diễn ra chậm, nhưng mà mọi thứ nó vẫn đang tiếp tục tiến lên phía trước. Tiếp theo nữa ở đây thì mình thấy rằng là nó đang nói về một người, là có thể đây là đang nói về chính bạn, là bạn bạn sẽ trở thành một cái người, hoặc là bạn, mình thấy là trong thời điểm tiếp theo nhiều khả năng là bạn sẽ tập trung vào một cái mục tiêu nào đó để chinh phục được nó một cách gọi là toàn tâm toàn ý đó. Tiếp theo với những cái lá bài Tarot Oracle thì mình thấy như sau này. Thứ nhất, ở cái thời điểm tháng 2 này á, thứ nhất về mặt tiền bạc tài chính của các bạn ấy, mình thấy rằng là nó cũng sẽ giống như là các bạn cũng sẽ có thể là có khá là nhiều thứ phải làm, phải chi tiêu với tiền bạc tài chính của các bạn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có những bạn ở đây là các bạn đang chênh vênh, hơi chơi vơi một chút trong một cái vấn đề nào đó trong cái cuộc sống của các bạn. Có những bạn là các bạn đang thực hiện một cái dự án nào đó, hoặc là một cái mục tiêu nào đó, nhưng mà nó chưa có câu trả lời cho bạn, và hoặc là bạn chưa thấy được nó có những cái tiến triển tốt đẹp, bạn đang đợi lâu quá mà bạn chưa thấy là nó có cái chuyển biến gì tốt đẹp hay không. Và mình thấy là các bạn dường như là đang đang cố gắng để cân bằng mọi thứ ở đây. Có những bạn ở đây đang phải làm cùng lúc hai việc, nên là sẽ có khá nhiều thứ bạn cần phải làm. Tiếp theo nữa ở đây thì mình thấy rằng là bạn đang ở cái xu hướng là bạn đang hy vọng và bạn đang chờ đợi có một cái sự thay đổi nào đó diễn ra. À, để làm thay đổi cái tình huống này, cái câu chuyện này, thì mình chúc mừng các bạn, chắc chắn thay đổi sẽ tới tới mà thôi. Giai đoạn này giống như một cái giai đoạn thử thách ấy, thử thách bản thân của bạn ấy. Mình thấy là có thể các bạn đang phải đứng trước khá nhiều những cái áp lực. Bạn rất mong muốn có được cho mình câu trả lời, rất là mong muốn đưa được ra cho mình cái một cái kết luận nào đó, nhưng mà mình thấy là bạn phải đợi thôi, chứ mọi thứ chưa đến ngay với các bạn được đâu, và nó đang thử thách. Giống như bạn đang phải gánh cho mình một cái áp lực nào đó, nhưng mà hãy hiểu rằng là áp lực thì sẽ tạo ra kim cương nha. Ở đây chúng ta có lá Strength này, thì mình thấy rằng là nó đang thử thách cái sức mạnh bên trong bạn, để xem là bạn có thể chờ đợi và chịu đựng đến cái mức độ nào. Đó, thì ở đây chúng ta có lá bài sau này. Thứ nhất là cái lá bài nấc thang này. Cái thứ hai là lá bài
Oracle này đều đề cập đến việc là bạn đang rất gần với một cái chiến thắng nào đó rồi. Nhưng mà có một cái câu này nó cũng khá là hay nhá. Hãy hãy luôn ghi nhớ câu câu nói này đã. Câu nói này nhé. Mình không biết nữa, cái ngôn ngữ của mình nó đang rất là gặp vấn đề trong 2 hôm nay. Đó là bình minh sẽ đến, nhưng mà trước khi bình minh đến thì các bạn sẽ phải trải qua đêm đen. Đêm bình minh đến càng gần thì đêm càng đen. Cho nên là trước lúc mà bạn đạt được thứ bạn mong muốn ấy, bạn sẽ có vẻ dường như là muốn bỏ cuộc hoặc là nghĩ rằng mình sẽ không thể đạt được đâu. Nhưng rồi á, bạn sẽ nắm lấy được cái cơ hội đó. Cái điều tốt đẹp đấy nó sẽ đến với bạn mà thôi. Cái chiến thắng đó nó sẽ đến với các bạn mà thôi. Bạn có vẻ nhìn mọi thứ dường như là đang rất chậm, nhưng mà nó thực ra là nó vẫn đang tiến lên phía trước. Nó vẫn đang từng bước nhích về phía trước ở đây. Đó, nó đang loading, nó đang chạy từng phần trăm một đó. Thì đây chúng ta gọi là perfect timing. Thì các bạn hãy đợi thêm một chút nữa, vào cái thời khắc mà cái thời điểm gọi là hoàn hảo đấy, cái thời gian thần thánh đấy. Perfect timing ở đây là một cái thời điểm hoàn hảo ấy. Thì cái điều mà bạn mong muốn nó sẽ tới với các bạn mà thôi. Và hãy tin vào những cái phép màu, hãy tin vào những cái điều kỳ diệu mà vũ trụ có thể đem đến cho các bạn. Đó, mình thấy rằng là bạn đang rất là gần một thứ nào đó rồi. Bạn sẽ chạm được nó mà thôi. Cho nên là cố gắng lên, cố gắng lên. Có thể qua Tết thôi. Đó là các bạn đã nhận được ở đây rồi. Nên là cố gắng lên nhá. Ở đây nữa thì mình thấy là trong cái tháng 2 này á, có thể là sẽ có khá là nhiều cái mối gì đấy, mối tình yêu đó. Tình yêu rồi mối này kia các thứ. Người này làm mai làm mối, rồi người này người kia đến để theo đuổi các bạn. Và bạn ở trong mắt mọi người trong ngày tháng 2 này này thì bạn cực kỳ là thu hút nha. Có thể là sẽ có rất là nhiều người muốn đề nghị hẹn hò hoặc là nói chuyện hoặc là kết nối hoặc là như thế nào đó với các bạn. Beauty Queen thì cho dù thật ra là cho dù các bạn là nam hay là nữ thì mình thấy là các bạn đều rất là đẹp. Bạn có thể là rất là chú ý đến cái ngoại hình của mình, cái cách mà bạn trang điểm, cái cách mà bạn ăn mặc chẳng hạn đó. Và dịp này là dịp Tết nữa nên là các bạn có thể cũng sẽ mặc đẹp hơn bình thường. Và bởi vì cái sự hơn bình thường của đấy của các bạn á, nó không giống với cái hình ảnh hàng ngày của bạn á, nên là sẽ khiến cho những cái người xung quanh phải ngạc nhiên và bị thu hút bởi bạn nha. Thì đấy là các bạn song tử, nói chung là song tử thì quyến rũ rồi. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhấn like và đăng ký kênh của mình nha. Bye.